đây. Rồi thì kênh YouTube tôi hướng dẫn từng ly từng tí một, thế lên đấy mà học. Thế còn nếu mà các bạn muốn thực sự mà làm được ấy, logic thì nên tìm một cái lớp nào đó mà học. Đấy là cái cách phân loại thứ nhất, và cách phân loại thứ hai là mình phân loại theo mối liên quan thì nó có biến phụ thuộc và biến biến độc lập. Biến phụ thuộc chính là cái vấn đề mà mình nghiên cứu. Đấy, và cái này mới chính là cái cốt lõi của cái việc phân tích số liệu này. Thế thì cho dù các bạn có tham gia các cái lớp phân tích số liệu của tôi hay không, thì nếu mà các bạn mà có cơ hội tham gia thì cái này các bạn sẽ hiểu rất là rõ. Còn nếu mà các bạn không có cơ hội tham gia cùng với tôi thì đây chính là cái kim chỉ nam, cái định hướng rất là tốt để cho các bạn có thể tự học. Đấy. Thì chúng ta lúc này chúng ta biết là gì, chúng ta có biến định lượng và chúng ta có biến định tính, chúng ta có thống kê mô tả và chúng ta có thống kê suy luận. Thế thì chúng ta sẽ có là gì, 1 2 3 4, thì các bạn cứ ghép hai cái đấy với nhau thì nó sẽ ra cái loại thống kê mà các bạn cần học. Thứ nhất là thống kê mô tả cho biến định lượng, thứ hai là thống kê mô tả cho biến định tính, thứ ba là thống kê suy luận cho biến định lượng, và cuối cùng là thống kê suy luận cho biến định tính. Và cụ thể hơn một chút là gì, thống kê suy luận nó bao gồm những cái thứ mà tôi đã liệt kê ở trong này, là ước lượng khoảng, là kiểm định giả thuyết, các tức là các cái test thống kê, tức là phân tích tương quan, đấy là các cái mô hình hồi quy. Ok chưa nhỉ? Đấy, anh em thấy cái phần mà chia sẻ của tôi có hay không nhỉ? Về cái phần mà phân tích số liệu, nhân tiện cái bạn một bạn bạn ấy hỏi. Thế còn sau đó thì chúng ta có cái định hướng này rồi thì tôi sẽ dạy các bạn về cách chúng ta sẽ chọn các cái biến số các thứ như nào, và đây chính là cái cách mà các bạn sẽ được học về các cái test thống kê này. Đấy, đây là học về p value các thứ này. Học về test thống kê này, đây này. Đây là cách chúng ta lựa chọn các test thống kê đối với biến định lượng như nào này, thì các cái test thống kê như này này. Đấy, đối với biến định tính này thì mình sẽ lựa chọn như thế này. Và tôi đã có cái video hướng dẫn cụ thể cách chọn các test thống kê rồi, thì các bạn có thể lên trên kênh YouTube nhé, tìm cái video này. YouTube nhé, YouTube nhé. Lựa chọn test thống kê phù hợp Vũ Duy Kiên đấy. Này, xem video này nhá. Ngoài ra tôi còn có một loạt các cái video khác cũng tương tự như vậy. Này, xem video này nhá. Và một câu hỏi nữa của bạn ấy là gì, là cách học FPDF cần học những câu lệnh gì. Đấy, thì em sẽ dựa vào cái thống kê mô tả, thống kê suy luận các thứ đấy, thì em lên YouTube nhá, lên YouTube này nhá. Thế thì lệnh gì nhá, lệnh gì tôi đã có một cái video tôi giới thiệu các lệnh rồi này, biến định lượng, biến định tính giả lời rồi nhá. Cách học FPDF này thì ở đây này, thì lên đây này, có phải là em sẽ cần phải học về các lệnh đúng không, các lệnh FPSS đấy, enter đấy đúng không. Đây, tóm tắt các lệnh này, các lệnh này. Loan lại hỏi là các cái sách dạy phân tích số liệu hả? Loan đã học cái lớp nào của tôi chưa nhỉ? Nghe tên quen quen. Đã học lớp nghiên cứu chưa nhỉ? Đã học lớp phân tích, lớp phân tích thì chắc chưa học rồi. Nếu mà học lớp phân tích thì không cần phải hỏi câu đấy. Còn nếu mà đã học lớp nghiên cứu chưa nhỉ? Chưa đúng không? Nếu mà chưa học nhá, thì ở trên kênh YouTube của tôi nó có cái video hướng dẫn về cách lấy sách ấy. Đấy. Thế thì em lên đấy, em vào cái trang nó gọi là trang LipGen. Ơi rồi, thế mà học rồi mà lại hỏi cái này. Học rồi nhá, học lớp nghiên cứu rồi mà lại hỏi là có sách không, là không được. Bởi vì là tôi đã gửi cho một loạt các cái tài liệu ấy, thì trong cái file tài liệu nó có cái phần mà rất là nhiều các cái cuốn sách dạy về FPSS ấy. Đấy. Và hai nữa là có cái trang LipGen ấy, em đánh chữ FPSS đấy, thì nó sẽ ra đấy nha. Tôi giới thiệu dạy luôn nhá, đây này, trang LipGen này, LipGen này đấy, đấy nhá, vào cái trang này nhá. Thế xong rồi đánh chữ FPSS và nó ra cả đống luôn đấy, thì tôi không hướng dẫn này đấy nhá, anh em tự khai thác nhá. FPSS data error có đây đấy. Thế còn là như này này, các bạn mà đọc sách mà các bạn làm được ấy thì các bạn đã làm được lâu rồi. Bởi vì sao? Vì sách nó đầy. Rồi thì kênh YouTube tôi hướng dẫn từng ly từng tí một, thế lên đấy mà học. Thế còn nếu mà các bạn muốn thực sự mà làm được ấy, logic thì nên tìm một cái lớp nào đó mà học. Đấy. Nếu mà không có đủ đủ điều kiện học lớp của tôi thì tìm một cái lớp nào đó để mà học.
để nó logic lại vấn đề. Và cái quan trọng nhất của các bạn ấy là không phải là đi bấm máy. Các bạn không phải là bấm máy cho lệnh nọ lệnh kia vào đâu, cái đấy nó không phải, cái đấy nó chỉ là kỹ thuật thôi. Đấy, cái quan trọng nhất là các bạn sẽ cần phải lựa chọn được ra cho mình các cái chỉ số ấy, sau đó mình đưa vào trong cái bảng, mình trình bày một cái bảng một cách khoa học, và sau đó các bạn hiểu cái bảng đấy, và sau đó các bạn biết cách nhận xét hay là phiên giải kết quả đấy, thì cái đấy mới quan trọng. Chứ còn các bạn mà cứ bấm máy thì đâu có làm gì đâu, bởi vì máy nó chạy ra rất là nhiều thứ mà chúng ta không biết cách lựa chọn thì nó cũng bằng không à. Đấy. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.